Mỗi khi nhắc đến chùm Giang Hồ khét tiếng Dũng Phương, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả không khỏi e dè, sợ hãi về độ tàn ác và máu lạnh của đối tượng này. Trần Quốc Dũng hay còn gọi Dũng Phương, sinh năm 1977, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, được biết đến là một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ Quảng Linh. Dũng Phương nổi tiếng về độ chơi ngông và bản tính hung hãn. Dưới trướng của Dũng là hàng chục đàn em thân tín, sẵn sàng liều chết khi có mệnh lệnh của ông Trùm. Trước đó, công an tỉnh Quảng Linh bắt tạm giam Dũng Phương về tội cố ý gây thương tích, đồng thời phát họa một số lét chân dung của nhân vật được coi là ông trùm đất mỏ này. Dũng Phương là con thứ hai trong gia đình có bốn anh em trai. Cả bốn anh em Dũng đều có quá khứ đầy tội lỗi. Trong bốn anh em nhà Dũng Phương, trừ Hùng Phương chưa bị đi tù, ba người còn lại dày cộp tiền án tiền sự. Là Tây Giang Hồ có số má, nhưng tiền án của Dũng Phương khá hiền lành, chỉ là đánh bạc. Giữa năm 2007, Dũng bị bắt quả tang đánh bạc trong một nhà nghỉ tại thành phố Cẩm Phả. Lực lượng công an được điều đến bảo vệ vòng trong vòng ngoài để điều tra viên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang vụ việc xôn xao dư luận địa phương. Tuy nhiên, mức án 9 tháng tù sau đó Dũng Phương phải nhận không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Anh trai lớn là Trần Lê Trung, tức Trung Phương, 46 tuổi, từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2000, Trung bị xử năm tù. Tháng 9 năm 2007, Trung Phương tìm gặp anh Bùi Trung Kiên, chú tại phường Bãi Cháy, bắt lộp tiền bảo kê. Anh Kiên không nghe, Trung Phương lỗi lóng, điều quân từ thành phố Cẩm Phả đổ đến thành phố Hạ Long chém anh Kiên. Trong vụ này, công an thu của Trung Phương lâm lưỡi lê, hai kiếm, một bình diệt hơi cay, một còng số 8 một súng tự tạo dạng bút, đạn đã lên nòng, ba dao dài, một dùi cui điện, hai khẩu súng nhựa dài 0,8 mét, một xe ô tô lắp còi ủ chuyên dụng. Trung Phương lạnh 4 năm tù, đàn em hát chuỗi cũng bị phạt tù, song nhiều đàn em khác thoát bị xét xử. Người anh kế là Trần Hùng, 41 tuổi, được giới giang hồ đánh giá là hiền lành nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 1 năm 2014, Hùng đã dí súng vào đầu một công nhân dọa giết về liên quan đến tranh giành địa bàn làm ăn. Hùng bị lực lượng công an bắt khẩn cấp, rồi bị khởi tố về tội đe dọa giết người. Em út Tuấn Phương, còn gọi Tuấn cồn, nhiều tiền án nhất nhà. Một tối giữa năm 2007, Tuấn Phương đến vũ trường Hạ Long Club, thành phố Hạ Long, uống rượu tây, cắn thuốc lắc. Khi đã phê phê, Tuấn Phương nổi hứng ép hai nhân viên ra xe ô tô, tước ngay điện thoại của họ rồi phóng thẳng về thành phố Cẩm Phả. Tuấn Phương đưa một trong hai cô gái tội nghiệp vào nhà nghỉ, đánh đập, ép buộc phải quan hệ tình dục nhiều lần. Hôm sau, cô gái trốn ra được, trình báo công an. Cô gái thứ hai bị đàn em của Tuấn Phương dở trò tương tự. Khi được thả ra, quá sợ hãi không dám tố cáo. Vụ này, Tuấn Phương thực hiện nhiều hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, xong chỉ bị 4 năm tù. Ra tù, Tuấn Phương lập tức mò đi đánh bạc. Số hắn thật đen, gặp đúng lúc công an đi kiểm tra, bắt quả tang. Đang khi chưa xóa án tích, phạm tội mới, lẽ ra phải bị phạt nặng về tái phạm nguy hiểm. Song Tuấn Phương chỉ bị xử 5 tháng 14 ngày tù trả tự do tại tòa được tha về kiểu như vậy đầu tháng 11 năm 2011 Tuấn Phương lại cầm đầu một nhóm côn đồ gây án tiếp hiện Tuấn Phương đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Về thành tích phạm tội dày đặc của Dũng Phương từ năm 1995 Năm 18 tuổi, Dũng đã vượt biên đi Hồng Kông sau đó về nước. Tháng 10 năm 2000, Dũng cùng đồng bọn phạm tội gây dối trật tự công cộng bị xử phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Đến tháng 8 năm 2006, Dũng bị công an xử lý hành chính về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tháng 3 năm 2008, đối tượng này bị tòa xử phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc. Năm 2009, sau khi chấp hành xong án tù về tội đánh bạc, Dũng trở về thành lập công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Thái. Sau đó, năm 2011, đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư phát triển Quốc Dũng công ty của Dũng được cấp giấy phép kinh doanh đa ngành nghề với 41 mã ngành khác nhau. Ở thời điểm đó, vây quanh Dũng là chân dài và đám đàn em lâu la đi theo để bảo vệ. Về độ chơi ngông và tàn ác của đối tượng khi từ Cẩm Phả lên Hạ Long dự tiệc, Dũng bắt đàn em dàn hàng xe bật còi hú dẹp đường ông chủ khét tiếng hung bạo với trò vui bắt người khác quỳ xuống chân mình rồi dùng mũi giày đá vào mặt cho đến lúc lạ nhân bất tỉnh. Ngoài tiền án, các anh em ông trùm có khá nhiều tiền sự. Nhiều người dân thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long vẫn nhớ chuyện Dũng Phương bị bắt ít hôm rồi được tha chuyện là đêm ngày 28 tháng 6 năm 2011 tại quán bát Lam Sơn, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Dũng Phương ngồi cùng mấy chân dài, xài rượu Tây cắn thuốc lắc. Anh tê tê vào sau, thấy em gái mình gật gù phê thuốc với Dũng Phương bèn đến lôi ra ngoài tặng mấy bà tai. Dũng Phương lóng mắt quát anh tt không được đánh bạn gái hắn anh tt cậy có tí rượu bạt tai dũng phương lập tức đàn em dũng xô vào đánh anh tt và một người bạn của anh biết xê lết thương tích đầy mình anh tt bỏ trốn vào gầm xe ô tô móc điện thoại gọi đàn em lát sau em út tê tê ập đến dương súng bắn đạn hoa cải về phía dũng phương thấy đã mới đến có đồ lóng bọn dũng phương tìm đường tháo trong vụ này cả hai phía đều có người thương tích lặng ngày 29 tháng 8 năm 2011 công an thành phố hạ long bắt dũng phương và một số đàn em của hắn thu giữ được cả đồ lóng tự chế. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, người ta thấy Dũng Phương đã được tại ngoại. Trong vụ này, có tin đồn anh TT bị ép phải bãi lại. Lạ nhân cả hai phía đều từ chối đi giám định thương tích. Vì vậy, mà vụ án cố ý gây thương tích trở thành án thối. Người dân sợ hãi, sau khi dũng phương bị bắt do cố ý gây thương tích ở quán ba lam sơn một số người dân thành phố cẩm phả phấn khởi làm đơn tố giác anh em dũng gửi tới cơ quan bảo vệ pháp luật tuy nhiên khi dũng phương được tại ngoại người ta quên luôn những lá đơn đã gửi có người quá sợ còn trốn đi khỏi địa phương điển hình trong số này là ông đỗ đê tê ở thành phố cẩm phả trước đó dũng phương đưa ô tô máy xúc vào tận bãi tận thu cát của gia đình ông tê tại khu vực khe cát thành phố cẩm phả cướp sạch số cát ông tê đã sàng đãi. tuy rất sợ uy oai của anh em dũng phương song do quá uất ức Ông Tê đã ra công an phường trình báo. Hôm sau, gia đình ông Tê bỗng bị cơn mưa củ đậu bay dội vào nhà. Nghe tin Dũng Phương bị bắt, ông Tê phấn khởi gửi tiếp đơn tố cáo đi nhiều nơi. Đơn chưa được trả lời thì Dũng Phương lại được tại ngoại. Ông Tê hãi quá bỏ sâu vào rừng làm ăn, cũng chỉ ít ngày sau khi Dũng Phương được tại ngoại, em út Tuấn Phương cầm đầu khoảng 40 đàn em, mang theo tiểu liên AK, súng côn, dao, kiếm, tuyếp sắt, tràn vào một đơn vị chuyên bóc xúc đất đá ở mỏ mông dương, vô cớ đánh đập nhiều người gây thương tích. Từ đơn kêu cứu của người dân, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố vụ án bắt giữ một số đối tượng. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu hôm đó là Tuấn Phương trực tiếp cầm súng côn kịp bỏ trốn. Nhiều người dân địa phương nói trong sợ hãi. Họ vẫn thấy Tuấn Phương lảng vảng ở địa bàn thành phố Cẩm Phả chứ chẳng trốn đi đâu xa. Ngựa quen đường cũ tháng 6 năm 2013, Dũng tiếp tục bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích khi đánh gãy răng của một người dân ở Cẩm Phả chỉ vì xích mích trong lúc uống cà phê. Sau khi ở tù nhiều hơn ở nhà, năm 2015, Dũng ngụy tạo khi thành lập công ty nhưng chỉ để tạo vỏ bọc pháp lý nhằm che giấu những hoạt động phạm pháp trong giới giang hồ đất mỏ dũng đã quy tụ nhiều đàn em có số má giang hồ với tiền án tiền sự trang bị các loại hung khí nguy hiểm dao kiếm súng bắn đạn ghém để sử dụng vào các vụ việc giải quyết tranh chấp mâu thuẫn hoặc đe dọa đánh dằn mặt để ép người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật địa bàn hoạt động của đối tượng chủ yếu trong lĩnh vực khai thác trộm cắp than tại khu vực thành phố cẩm phả dũng liệu lĩnh khi đưa lao động máy móc ô tô vào khai thác thông đồng với một số người thu mua và ăn cắp than nếu ai không cho chúng lấy than thì sẽ bị đàn em của dũng chặn đường hoặc đến tận nhà đe dọa uy hiếp một chùm than thổ phỉ đã giải nghệ cho biết vài năm trước dũng đầu tư cả máy xúc ô tô để phục vụ việc khai thác than thổ phỉ với quy mô lớn dũng cũng tụ tập vài chục đàn em dưới trướng để chia nhau điều hành tập trung khai thác vào ban đêm việc khai thác than thổ phỉ của dũng không còn rầm rộ do cơ quan chức năng kiểm soát chặt và cũng do thị trường than bị đình trệ. Dũng Sắm Phương tiện điều hành đàn em xoay sang hút cát phun lên một số hòn đảo ở vịnh Bái Tử Long nhằm chiếm giữ đất. Liên tục có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Trùm giang hồ Dũng Phương cùng nhiều đàn em dưới trướng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Linh liên quan đến hoạt động phạm tội của băng nhóm do Trần Quốc Dũng hay còn gọi Dũng Phương sinh năm 1977 ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Linh cầm đầu. Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định